Vâng, xin kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh đang quan tâm đến vấn đề du học Mỹ. Thì một trong những vấn đề đầu tiên khi chúng ta muốn đi du học Mỹ đó là visa. Thì hôm nay Tân Đại Dương muốn chia sẻ với quý vị một số vấn đề và kinh nghiệm trong phỏng vấn xin visa Mỹ thành công. Thứ nhất là phỏng vấn visa Mỹ và những lời đồn bên ngoài lãnh sự. Tôi từng nghe nói có một vài lời đồn như có hồ sơ Mỹ định cư không thể đậu visa, đẹp thì khó đậu vì người ta sợ lấy chồng, có người thân bên Mỹ khó đậu visa, trả lời tiếng Việt là rớt, chưa đi du lịch nước ngoài, nhà không có xe hơi là rớt, hoặc đang đi học đại học năm 2, năm 3, đi phỏng vấn là rớt. Và những lời khuyên những người ngoài đưa ra là nên đi sở thú cúng vua hùng sẽ đậu, đi xem bói trước sẽ đậu, nên đi tìm dịch vụ bao đậu. Những lời đồn này sẽ góp phần làm giảm tự tin của hồ sơ học sinh, gây tâm lý hoang mang cho đương đơn và cuối cùng sẽ làm giảm khả năng đậu visa. Không phải những lời đồn này là không có căn cứ, nhưng sự thật thì tam sao thất bản, lắm thầy nhiều ma. Khi chỉ nghe lời đồn mà không tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ, vấn đề sẽ làm bạn phức tạp hóa hồ sơ của mình, hoảng sợ, hoang mang và có thể gián tiếp gây rớt hồ sơ. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Nếu người họ hàng của bạn, họ làm chủ tiệm nail hoặc làm cho chính phủ Mỹ hoặc bất cứ ngành nghề hợp pháp nào, trước kia qua bằng con đường hợp pháp như lấy chồng hoặc lấy vợ thì đó là hồ sơ tốt. Ngoài ra, họ vẫn có thể bảo lãnh cho bạn bằng thư I-134 nếu tài chính của họ tốt. Không phải có người thân làm nail hoặc đang ở Mỹ là phải giàu. Kết luận của chúng tôi là, đó là không nên nghe tin đồn vì chính bạn là người hiểu rõ hồ sơ của bạn nhất. Và bên công ty chúng tôi có những tư vấn viên nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi có thể giúp bạn tìm ra hướng đi tốt nhất cho hồ sơ của mình. Quan trọng nhất là, theo tôi, vẫn là kinh nghiệm hướng dẫn hồ sơ đúng hướng. Đơn giản vì hàng ngày, chúng tôi tiếp xúc với rất nhiều hồ sơ đi phỏng vấn và chúng tôi có thể giúp các bạn có một cái nhìn khách quan hơn về hồ sơ của mình. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ là, thật sự rất hiếm có hồ sơ nào được coi là đẹp hoàn hảo. Và khi đi du học Mỹ, chúng ta đã bỏ tiền ra du học tự túc, tức là mang lại nguồn thu cho nước Mỹ. Đây không phải là một cuộc thi nên không có sự cạnh tranh quá cao như mọi người vẫn nghĩ. Hồ sơ học tập lẫn tài chính đạt yêu cầu, có nghĩa là bạn có khả năng cấp visa. Chỉ cần lãnh sự không nghĩ rằng bạn là người có ý định định cư, vậy là bạn sẽ lấy được visa. Hồ sơ người Việt mình sẽ có những hạn chế như sau. Rất khó chứng minh được tài chính vì thiếu hệ thống kiểm soát thuế và tài chính minh bạch như nước ngoài. Hoặc rất nhiều người làm nghề tự do mà thu nhập lại rất cao như buôn bán bất động sản, cho thuê nhà trọ, bán sỉ thợ kinh doanh cá thể, đóng thuế khoán. Vậy thì đi du học Mỹ chứng minh tài chính như thế nào? Thì chúng ta có những yêu cầu cơ bản như sau. Tài sản cố định, đó là nhà cửa, đất đai, tài sản ngân hàng. Phải chứng minh được số tiền có thể chi trả 2/3 đoạn đường học hành và ăn ở của học sinh. Thứ hai là thu nhập hàng tháng, để đủ khả năng tích lũy được số tiền có trong ngân hàng, đảm bảo cho cuộc sống gia đình học sinh sau khi chi trả chi phí cho học sinh đi du học. Một số yếu tố điểm cộng cho một hồ sơ tốt, đó là nhà có xe hơi, đã đi du lịch nhiều nước trên thế giới như châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Canada là những nước đã yêu cầu chứng minh tài chính, hoặc là bố mẹ đã đi Mỹ về đúng hạn, hoặc bản thân học sinh đã đi du học hè ở Mỹ về đúng hạn, đang là du học sinh nước khác về làm hồ sơ qua Mỹ. Học sinh có thể phỏng vấn bằng tiếng Anh, hồ sơ học tập làm việc liên tục không gián đoạn. Tuy nhiên, nếu không có hồ sơ điểm cộng, chúng ta vẫn có những cách giải thích hợp lý và làm cho lãnh sự thấu hiểu hồ sơ mình một cách cụ thể. Tôi ví dụ như chúng tôi đã làm thành công rất nhiều hồ sơ tài chính phức tạp. Việc đầu tiên là đơn giản hóa hồ sơ và tìm cách trình bày hồ sơ bạn trong một phút đổi lại. Nên nhớ, thời gian phỏng vấn rất ngắn nên bạn phải sắp xếp hồ sơ và trình bày ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Thứ ba, điều tôi muốn chia sẻ hôm nay đó là những sai lầm phổ biến học sinh hay mắc phải. Thứ nhất đó là tham lam. Có quá nhiều học sinh giỏi, họ thích khoe kiến thức lẫn khả năng tiếng Anh của mình, họ nói quá nhiều. Lãnh sự sẽ cắt ngang các câu hỏi trả lời lan man và chỉ yêu cầu nghe đúng cái họ hỏi. Một ngày, họ phỏng vấn rất nhiều hồ sơ và họ cảm thấy không đủ kiên nhẫn cũng như thời gian dành cho những câu trả lời quá dài dòng. Cũng có quá nhiều học sinh thích sâu tài sản của mình trước lãnh sự, họ có quá nhiều tài sản, chỉ đối việc giải trình khó khăn. Có những học sinh quá nhút nhát, nhược điểm của nhiều học sinh là hoảng sợ trước các câu hỏi tiếng Anh, khớp khi gặp người nước ngoài, hoảng sợ khi bị áp lực tâm lý của gia đình. Việc đó dẫn đến việc bạn sẽ trả lời phỏng vấn không rõ ràng và lấp lửng để che giấu những khuyết điểm của mình. Việc này rất tai hại, có thể khiến lãnh sự nghĩ bạn không trung thực. Khả năng giao tiếp là một việc có thể học và trau dồi được. Nên nhớ, không phải ai sinh ra cũng đã tự tin hoàn hảo, mà bạn phải tự hoàn thiện bản thân mình. Lãnh sự Mỹ nói riêng và người Mỹ nói chung, họ rất thích những con người sôi nổi, năng động, tự tin vào chính mình. Nên nhớ, đây là một buổi nói chuyện đơn giản. Tiếp theo là
có những học sinh chưa chuẩn bị kỹ kiến thức cho mình, có nhiều học sinh mang tâm lý phó thác cho nơi làm hồ sơ, học không tìm hiểu kỹ về ban, trường, ngành, thậm chí là khí hậu của nơi mình sẽ học tập và sinh sống. Khi đi du học, việc đó làm lãnh sự cảm thấy mất niềm tin vào học sinh này. Chính vì vậy, chúng tôi có lớp dạy phỏng vấn sẽ bổ sung kiến thức cho học sinh để vững tin trả lời trước mọi câu hỏi của viên chức lãnh sự. Và tôi muốn chia sẻ thêm, đó là việc giải trình mọi việc không hợp lý, không có lý do chính đáng cho những câu trả lời của mình. Những ví dụ sau, học sinh hãy trả lời không thuyết phục nhất. Tại sao không học hết lớp 12 tại Việt Nam? Tại sao không học hết năm 2, năm 3 tại Việt Nam mà đi học giữa chừng vậy? Tại sao nhà chưa ai đi du lịch nước ngoài? Tại sao nhà giàu mà nhà không có xe hơi? Tại sao nhà có 5 anh chị em mà chỉ có mình bạn đi du học? Làm sao tôi tin bạn có thể trở về Việt Nam khi chị em bạn đi du học tại Mỹ lại lấy chồng bên đấy? Tại sao nghỉ học 2 năm rồi giờ bạn mới lại đi học lại? Trong 2 năm đó không làm gì hoặc học gì hết? Hoặc có những câu hỏi lãnh sự đưa ra nhằm tìm hiểu sự trung thực và ý nghĩ học tập của học sinh như: muốn nghe học sinh giải trình hợp lý chứ không phải là những câu lời ví dụ như yes, no. Điều này nằm ở kỹ năng sống, không phải học thuộc lòng. Trước khi trả lời câu hỏi, hãy đặt mình vào vị trí của lãnh sự để suy nghĩ sao họ đang hỏi bạn câu hỏi này và làm sao để trả lời điều họ đang muốn nghe ở một du học sinh. Đa phần học sinh rớt phỏng vấn vì không có một kế hoạch học tập và làm việc cho tương lai của mình. Ở các trường đại học Mỹ, câu hỏi nằm trong bài luận họ thường đưa ra cho sinh viên là: bạn hình dung sẽ như thế nào trong 5 hoặc 10 năm nữa, thậm chí 15 năm nữa? Viên chức lãnh sự muốn tìm hiểu bạn sẽ làm gì sau khi đi du học, định hướng nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp của bạn như thế nào. Họ rất chán nản khi nói chuyện với học sinh mà học sinh mơ hồ về tương lai của mình. Còn về vấn đề trang phục, chúng ta nên ăn mặc như thế nào khi đi phỏng vấn, thì tôi xin đưa ra một vài lời khuyên. Các bạn đừng nên bao giờ mặc đồ hiệu hàng fake. Người Mỹ nói chung sẽ không thiện cảm, cũng như có nhiều học sinh nữ sẽ mặc áo dài, nam sinh mặc áo sơ mi dài tay, cà kín cổ, thậm chí đeo cà vạt. Điều này tạo cảm giác rất giả tạo cho người phỏng vấn. Bạn hãy là chính mình, đơn giản, lịch sự, năng động và trẻ trung. Vấn đề tiếp theo là vấn đề về chọn trái ngành nghề, môn học đang học ở Việt Nam. Bạn đang học ở Việt Nam, nhưng khi sang Mỹ, bạn lại chọn những bậc học thấp hơn bậc mình đang học. Ví dụ, đang học đại học, qua học lại cao đẳng cộng đồng, đã có học vị thạc sĩ, lại đi học lại Anh ngữ. Ngoài ra, còn rất rất nhiều các vấn đề khác cụ thể liên quan đến hồ sơ của mỗi học sinh. Vì thường, 100 hồ sơ sẽ là 100 trường hợp khác nhau. Nhìn chung, để đạt được visa Mỹ, ứng viên cần có kế hoạch chọn trường và khóa học phù hợp với năng lực của bản thân. Sau đó, chúng ta sẽ lên kế hoạch học tập cụ thể và chuẩn bị mức dự trù tài chính cho việc học tại Mỹ. Đối với các ứng viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này, vòng phỏng vấn visa sẽ không còn là vấn đề rào cản đáng ngại nữa. Tuy nhiên, để biết chắc chắn được cấp visa, các ứng viên nên biết cách trả lời một cách chân thực và khéo léo về những thông tin đã cung cấp trong hồ sơ. Và để biết thêm thông tin chi tiết nhiều hơn nữa về những vấn đề xin visa đi Mỹ, xin các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua trang web www.tandaidương.edu.vn hoặc số điện thoại 0838484879. Xin cảm ơn.